che đậy, mọi sự che đậy của truyền thông này đối với Kamala Harris thật sự là nguy hiểm cho nước Mỹ của chúng ta. Tại sao tôi gọi là nguy hiểm? Là bởi vì thật sự chúng ta không biết được chính sách của bà Kamala Harris, và chúng ta thật sự và những người Mỹ cần biết được để làm gì. Nhưng mà thật đáng vui một điều, tụi nó càng che đậy thì người Mỹ càng mới nhận biết được, à, chính sách của bà Kamala Harris đã thể hiện từ 2020 cho đến 2024. Cái chính sách sẽ dẫn đến cái tình trạng lạm phát vẫn tiếp tục cao. Chính sách dẫn đến cái tình trạng những cái giá cả, những hàng căn bản nhất, chẳng hạn như tiền nhà, tiền điện, và vẫn tiếp tục cao. Như vậy, nếu mà thật sự lựa chọn những truyền thông được phỏng vấn, ngồi phỏng vấn mà không đặt câu hỏi tiếp theo cho ứng cử viên của Tổng thống, thì chẳng khác gì truyền thông của nhà nước. Và đảng Dân Chủ thật sự đang xây dựng một hệ thống truyền thông nhà nước. Truyền thông chỉ được lắng nghe từ chính quyền, chứ không được phản biện từ chính quyền. Truyền thông phản biện chính quyền là gì? Là phản biện những chính sách của Kamala Harris, là phản biện những được đặt câu hỏi tiếp theo trong cuộc phỏng vấn của bà Kamala Harris, chứ không phải là truyền thông ngồi đó mà để nghe bà Kamala Harris trình bày những sự xảo trá mà không có sự phản biện. Sự khác biệt với truyền thông tự do là gì? Là phản biện chính sách của chính phủ, được quyền đặt ra những câu hỏi về những chính sách sai lầm của chính phủ, những chính sách dẫn đến cuộc khủng hoảng biên giới một cách trầm trọng tại nước Mỹ của chúng ta. Một cái chính sách mà nền kinh tế đang gặp khó khăn khi cái lạm phát vẫn tiếp tục là một nỗi dai dẳng đối với người Mỹ, và những người Mỹ đang mất gần 20,000 đô la một năm cho vấn đề lạm phát. Đó mới là sự tự do của truyền thông đó chứ. Nếu mà truyền thông không đặt câu hỏi thì chẳng khác gì cái truyền thông của đảng Dân Chủ như là CNN, MSNBC. Nó là truyền thông người dịch sinh mắc tử nam. Là truyền thông của Trump, chẳng khác truyền thông của đảng Cộng sản của Dân Chủ, là truyền thông của nhà nước. Bài viết được dựa trên cuộc trò chuyện của các trợ lý chiến dịch của Harris tiết lộ một chiến lược nhằm giới hạn cuộc phỏng vấn trên các truyền hình. Bà Harris có thể tránh được sự giám sát chặt chẽ sau khi tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống của 2024. Harris được trả lời phỏng vấn chương trình hai lần, cả hai đều bị chỉ trích là không được đón nhận đồng nhiệt. Cuộc phỏng vấn lần thứ hai đến từ chương trình Action News 6 của ABC Florida thực hiện, sau khi bà Harris đã ám chỉ những chính sách của chính quyền Biden có thể không phù hợp với thế kỷ thứ 21. Bình luận được coi là hồ sơ yếu về chính quyền của bà. Trong khi đó, tờ báo New York Times đưa tin chiến dịch của bà Harris đang tìm kiếm cuộc phỏng vấn lớn hơn trong tương lai. Những cuộc phỏng vấn mà những người phỏng vấn không cần phải đặt câu hỏi về chính sách của bà, không cần phải phản biện về chính sách của Joe Biden. Thì đương nhiên tất cả những cái lời này và những lời phản biện của chính quyền Kamala Harris về vấn đề chọn lựa người đặt câu hỏi về truyền thông là hoàn toàn quá trời. Như vậy, có người nói gì đây? Làm không được mà bắt bẻ câu trả lời về chính sách của bà hả? Để đưa con vẹt làm tổng thống, đừng đồ hoàng nhé quý vị. Tại cái tiểu bang California này nè, vì tên tôi đi, bây giờ đưa một con vẹt từ cái lá phiếu bầu cử tổng thống, tụi nó cũng bầu con vẹt thay vì bầu ông Trump. Tôi khẳng định 100% luôn, cái tiểu bang này mặc dù nó tài nguyên thiên nhiên nó vô tận, người dân của tiểu bang thì apparently có rất là nhiều tiền là bởi vì sự lạm phát, khoảng cách giàu nghèo thì rất xa, khí hậu thì tuyệt vời. Nói chung là tiểu bang California là một tiểu bang vô cùng đẹp về khí hậu. Nhưng mà thật sự có người tại đây đó, cái tầng lớp mà 1% tại tiểu bang California này, nguyên tắc đấy quý vị, là tụi nó ngấm ngầm ủng hộ cho ông Trump hết, giống như Hollywood cũng tương tự. Nhưng nó bầu cho đảng Dân Chủ là bởi vì sao? Là bởi vì lượng khách hàng của nó là thành viên của đảng Dân Chủ. Tại vì cái chính sách của đảng Dân Chủ tại tiểu bang California này thật sự làm cho tầng lớp 1% nó cực giàu. Thì ngu gì nó không ủng hộ cho đảng Dân Chủ? Là bởi vì nó biết, nó nhìn thấy cái đám nghèo ở dưới, cái đám mà đang hô vỗ tay cho Kamala Harris và Joe Biden, giống như cái đám mà chủ tọa trong cái chương trình mà chửi bà Michelle Steele đó, cái đám mà ngồi ủng hộ cho Kamala Harris, cái đám đó mày thấy có thằng nào nghèo đâu.
mở miệng đến phục đầu phục vụ cộng đồng. Nhưng mà thằng nào cũng bác sĩ, kỹ sư, cả thằng nào cũng làm 100-200 ngàn năm cả, đâu nó đâu có nghèo. Nhưng mà đám tụi bay ở dưới á, cái đám mà ngồi dỗ tay đó là tụi bay trả hết, dùng cho nó vài cục xương để bầu tiếp tục cho tụi nó, để tụi nó in tiền thôi. Cái quan trọng nằm ở chỗ là gì? Cái quyền in tiền. Cái quyền in tiền đến từ cục dự trữ liên bang Mỹ. Nhưng mà thật sự trong bản chất, cái chi tiêu của chính phủ là cái quyền in tiền. Bây giờ cái chi phí của chính phủ với tờ của Joe Biden đã chi tiêu 6.000 tỷ, bây giờ cục dự trữ liên bang Mỹ không nghe lời à? Nhiều nguyên tắc, nếu mà thật sự nói cục dự trữ liên bang Mỹ là hoàn toàn độc lập 100%, tôi nghĩ là hoàn toàn sai. Như vậy nếu mà cục dự trữ liên bang Mỹ độc lập hoàn toàn 100% thì tại sao cục dự trữ liên bang Mỹ với tờ của Joe Biden phải vận hành cái máy in tiền 24/7 để làm gì? Để cung cấp chi tiêu cho chính quyền của Biden thông qua cái gói 1.900 tỷ với tờ của Nancy Pelosi. 1.900 tỷ mà trong khi đó cái nền kinh tế đã được kích thích với thời của ông Trump rồi. Cái tháng 1 của 2021 là thiên hà đã đi làm trở lại rồi. Cái nỗi lo sợ của COVID-19 được truyền thông đẩy mạnh đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Mà nó vẫn tiếp tục bơm 2.000 tỷ đô la. Cái 2.000 tỷ nó mới dẫn đến cái trường hợp của anh Đu Độ đó chứ. Nếu mà thật sự cái 2.000 tỷ đó mà nó không có gì làm gì của trường hợp anh Đu Độ quốc 13 triệu. Nhìn đây, có một người trên live chat nói là tôi bị lay off ngày hôm qua. Survive 2 lần lay off, nhưng mà lần thứ 3, not for lần thứ 3. Ồ thiệt luôn hả? Không biết ông luật trên live chat ông bị đuổi việc, ông có công việc ăn làm trở lại chưa, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Thì đó, tôi nói như vậy thôi. Mình thấy cái nhóm Hollywood, nếu mà thật sự cái nhóm Hollywood bây giờ nó chỉ bán vé được nhưng đứa dốt nó coi thì thật sự cái đứa khôn ai khùng đâu bỏ 10 mấy đồng đi coi tụi nó ngồi cho nó nói dốc. Thì thành ra cái lượng khán giả của tụi nó là cái đám dốt. Cái đám mà bước vào một cái cinema bỏ ra 30 đồng để coi một cái tích kịch, để coi nó tẩy não quý vị rồi vỗ tay hoan hô, rồi kèm theo một lon Coca-Cola cho bự chà bá lửa, rồi cuối cùng bị béo phì, cộng thêm một bịch popcorn cho bự. Thì có đám dốt như vậy nó mới trả tiền. Nó nuôi cái đám Hollywood, nó thật sự cái đám khôn vì thấy nó bây giờ nó coi đâu. Những cái đám mà nó có common sense, như là những thành viên của đảng Cộng Hòa của chúng ta, những cái đám mà còn được cái sự khác biệt giữa con người và động vật, đó là common sense. Chúng ta không sống trong giấc mơ của tụi nó, chúng ta đi xây dựng giấc mơ của chúng ta. Mấy cái bộ phim Hollywood toàn là xây dựng giấc mơ của tụi nó không? Mấy người là xây dựng cho chúng ta một cái giấc mơ nào đó. Và trong bản chất cái giấc mơ đó là nó đôi vô đầu của quý vị, để mình ngồi lết đó, để con cái mình bỏ ra 20 đồng để đi xem tụi nó, để cho những tất cả những cái bộ phim 3 tỷ, 2 tỷ, 1 tỷ. Nó cũng giống như Việt Nam tương tự thôi. Bỏ ra hàng trăm tỷ đi xem bộ phim của Trấn Thành hay là một số bộ phim khác. À là bởi vì giải trí. Ừ. Giải trí mà tốn kém quá vậy. Bây giờ quý vị đi xem phim của nhóm Hollywood để vì xây giấc mơ cho tụi nó, hay là quý vị đi xây giấc mơ cho quý vị? Thì nó cũng tương tự giống như thể thao. Đừng đặt câu hỏi tôi tại sao cái đám thể thao nó vẫn tiếp tục ủng hộ cho đảng Dân Chủ như vậy. Hay kể cả là con nhỏ Tyler cũng tương tự. Chỉ có đứa điên mới bỏ ra 2.000-3.000 đô để đi mua một cái ticket xem nó hát cả. Mà thành phần mà bỏ ra 2.000 đô, 3.000 đô xem nó hát toàn là thành phần đi ngửa tay xin tiền của cha mẹ, hoặc là mượn nợ tín dụng, hoặc là mượn nợ sinh viên. Mẹ 100% luôn. Đó là mượn nợ sinh viên đó. Tại vì mượn nợ sinh viên nó sướng quá mà. Có bài đềm trả mà. Tại năm một năm nó mượn mấy chục ngàn, nó dư ra 2.000, nó con nhỏ tay lờ hát hú đu đẩn. Chứ một người mà thật sự bình tĩnh trở lại với cái tuổi trẻ từ 18 cho đến 24 tuổi,
mà biết được đi làm cực khổ, bớt từ cái bàn một để nhận cái paycheck $1,000 trong một tháng, rồi cuối cùng chính phủ nó giữ lại $300 nhận được 700, ai mà dám bỏ ra $2,000 để nghe con nhỏ ca đô đó hết. Thì cái tầng lớp mà đi theo con nhỏ ca đô đó hết, tầng lớp đó ăn bám của cha mẹ, ngửa tay xin tiền của cha mẹ, hoặc là mượn nợ sinh viên mà chơi thôi. Chứ không ai khùng đến cái mức độ mà lại bỏ $2,000 để xây dựng cái giấc mơ cho con nhỏ cano Taylor, mà trong khi đó nó không có xây dựng giấc mơ cho bản thân của nó. Tại nó cũng tương tự với những môn thể thao thôi. Bởi nó có một cái chương trình nào đó, trong cái chương trình của Facebook, có một ông da đen, ông lên nói tôi thức tỉnh với mình. Ông nói bây giờ ra đời mày thức dậy, mày đi xây dựng giấc mơ cho mày. Nhưng mà tao nhìn rất là nhiều đứa nó đi coi thể thao, nó xây dựng giấc mơ cho người khác. Đúng rồi, quý vị xem thể thao, quý vị bỏ ra mấy ngàn đô la Super Bowl. Vì nguyên tắc những thằng đó quá giàu tôi không nói. Nhưng mà thật sự người mà bao nhiêu người được như vậy. Nhưng mà thật sự có một cái nghiên cứu nào đó, tôi có thể khẳng định 1,000,000% luôn. Tất cả những cái ticket thể thao 1,000, 2,000, hay là vé cinema 1,000, 2,000, hay là vé phim, vé nhạc 1,000, 2,000, toàn là mượn nợ tín dụng không, rồi cuối cùng đi làm chết mày để trả lại. Chúng ta là nạn nhân nè, tôi cũng là nạn nhân nè. Không có tài trẻ mà đi làm cũng có nhiêu tiền đâu mà bỏ ra 10,000 để đi xem phim. Nên thành ra bây giờ chúng ta mới thức tỉnh lại là gì? Cái đám nó đã ủng hộ cho cái đảng Dân Chủ là hoàn toàn là có cái lý do. Nhưng mà trong bản chất ông Trump đã nói hoàn toàn đúng luôn. Cái câu nói cách đây không lâu của ông nói rằng là những cái đứa của Hollywood ở phía ngoài nó chống tôi, ra chứ phía trong nó ủng hộ chính sách của tôi. Chống 100% luôn, nó phải chống Trump là bởi vì cái lượng khán giả của tôi nói toàn là những đứa điên mới bỏ ra 1,000, 2,000 đô để đi xem con nhỏ đó hát đủ đợn. Nhưng mà tôi có yêu nhà cách mấy đi nữa thì tôi coi ra YouTube chứ mất cha gì tôi bỏ ra $2,000 đi đủ đợn. Dương nhảy cà trưng giống con khùng. Mày tưởng gì cũng phải chim phải vú. Nếu mà thật sự có giọng hát hay đó, mà ro được mấy chục ngàn người không cần trả tiền đó, hãy giống như ông Trump. Ông đâu cần phải phơi ngực, ông đâu cần phải mặc đồ bikini đâu. Tôi giả sử như vậy thôi. Ý tôi đang nói là gì? Cái lý do tại sao mà nhiều cái đám Hollywood đã ủng hộ cho Kamala Harris là bởi vì cái lượng cử tri của tụi nó. Và con nhỏ Taylor Cano này nó cũng thừa biết được rằng là gì? Cái lượng cử tri của nó, cái lượng khán giả của nó là đám trẻ. Nhưng mà tôi chỉ hy vọng rằng là cử tri của đảng Cộng Hòa thức tỉnh vì điều này. Nếu mà thật sự con cái bây giờ mà xin 1,000, 2,000 mà đi xem con nhỏ này hát đó, tôi là tôi chửi đầu tiên. Chứ đừng nói có vấn đề cho nó 500, 3,000. Mày muốn đi xem thì tự đi làm mà xem, tự đi làm nhà hàng đó mà có tiền đi xem. Chứ có khùng điên gì mà chúng ta bỏ ra 3,000, 2,000, 1,000 đô la để cho con cái chúng ta đi xem con nhỏ này hát cả. Đó là thực tế đó quý vị. Mà thực tế là nó hoàn toàn nó phủ phàng là như vậy. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong cái chương trình của buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình buổi trưa ngày hôm nay là chương trình gì ta, tôi quên mất rồi. À, chương trình buổi trưa ngày hôm nay là chương trình giờ nghỉ trưa. Giờ nghỉ trưa thì ngày hôm nay AT&T lên văn phòng của tôi để nó set up cái internet. Tôi cũng chẳng biết rằng là khi nào nó xong. Thành ra là hên xui nha quý vị. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong cái chương trình của buổi trưa ngày hôm nay. Chúc buổi sáng thật là an lành. Chào tạm biệt. Ok quý vị, 321. 321 xin chào tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình. Trở lại chương trình của tin cập nhật buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 của 2024 và đây là chương trình của The VLKT News. VLKT News và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin tuyệt vời của nước Mỹ chúng ta.
Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657-600-8888. Good morning, America. Có vẻ như chỉ số Dow Jones của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số Dow Jones đã tăng trưởng 54 điểm, S&P 500 đã tăng trưởng 7 điểm. Riêng cái chỉ số Nasdaq của Hoa Kỳ đã tăng trưởng 43 điểm vàng, vẫn tiếp tục vượt mốc là 2.640 đô la. Ok, quý vị, chương trình buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái polling mới quan trọng cho Tổng thống Trump. Đây là cái polling đến từ tiểu bang Georgia, một trong những tiểu bang chiến địa và tiểu bang ông Trump cần phải thắng. Chúng ta gọi là must win. Nếu mà tiểu bang này chúng ta không thắng thì chúng ta sẽ thua. Nên thành ra rằng vẫn tiếp tục, quý vị, chúng ta sẽ có rất là nhiều sự cập nhật, và đương nhiên cũng không quên chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lo lắng. Đương nhiên là lo lắng chứ. Chúng ta phải lo lắng. Và bởi vì đây là cuộc chiến mà đối với tôi, cuộc chiến rất quan trọng. Một cuộc chiến mà sống còn của nước Mỹ. Chúng ta không thể nào turn the page, giống như cái đảng Dân Chủ tuyên bố được. Khi họ nói turn the page, có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là họ muốn cho chúng ta uống một cái kiểu bình mới rượu cũ. Bình mới rượu cũ. Tại sao tôi gọi là bình mới rượu cũ? Chúng ta không thể nào turn the page. Giống như họ tuyên bố rằng là Joe Biden và Kamala Harris, những chính sách của họ hoàn toàn khác nhau. Làm sao mà khác nhau được? Họ là một, Joe Biden là một, Kamala Harris là một. Không thể nào mà chúng ta gọi là khác nhau được cả. Ok. Không thể nào mà chúng ta gọi là khác nhau được cả, quý vị. Giống như cái chương trình ngày hôm qua tôi đã trình bày cho quý vị rất rõ ràng. Rất rất rõ ràng nha. Cái chương trình mà đêm tâm sự đó. Hiện giờ truyền thông thì có vẻ như đang chờ đợi cho Kamala Harris chiến thắng. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng ai đang chờ đợi. Những người chờ đợi có thể là những triệu phú, những tỷ phú. Những người mà chẳng ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của họ. Như là những người tại tiểu bang Georgia. Không biết ai còn nhớ cách đây không lâu. Cách đây không lâu thì vị tái tôi đã trình bày cho quý vị trong cái chương trình Substack của Vũ Lân. Người dân của tiểu bang Georgia họ phải đang gánh nặng với rất là nhiều cái lạm phát. Thì tôi nghĩ là họ sẽ tiếp tục ủng hộ cho ông Trump. Bởi vì họ không muốn trở lại những cái gì, họ không muốn tiếp tục những cái gì mà chính quyền của Biden đem ra. Tiếp diễn, tôi gọi là tiếp diễn những gì mà chính quyền của Biden đem đến. Thì sáng ngày hôm nay đó, khi tôi nhìn sâu vào cái polling đến từ Atlanta Journal thì Tổng thống Trump đang dẫn bà Kamala Harris 3 điểm tại đây. Trong khi đó tháng 6 thì ông Trump dẫn 5 điểm over Joe Biden. Thì chúng ta cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên là gì? Tức là Kamala Harris thật sự đem đến một số lượng ủng hộ cử tri nhiều hơn Joe Biden.
chẳng hạn như là cử tri người da đen hoặc là cử tri người phụ nữ vẫn tiếp tục cầm cái lá phiếu của họ bỏ vào cái màu da chứ không là bỏ vào cái chính sách. Thì ba điểm nó cũng là đủ khả năng để chúng ta có một sự chiến thắng tại tiểu bang Georgia. Thì sáng ngày hôm nay đó, Pennsylvania, North Carolina, Georgia và Arizona vẫn tiếp tục thuộc về ông Trump trong cuộc thăm dò ý kiến trung bình. Wisconsin, Michigan và Nevada là ba tiểu bang mà ông Trump cần phải làm việc. Và ba tiểu bang này là hoàn toàn là ba cái tiểu bang chiến địa. Thì chúng ta hãy coi đây như là bản tin vui đi, bởi vì chúng ta sẽ cập nhật mỗi ngày về cái sự kiện tin tức của nước Mỹ. Ok quý vị, và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình và chương trình của The VLKT News. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta trở lại những bản tin của như thế nào quý vị. Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp là 657-600-8888. Khi nào có nhu cầu muốn sở hữu một số cái cuốn sách thì số điện thoại 657-600-8888. Cái gì đây? Sáng ngày hôm nay có một bản tin. Dạo này tôi cảm thấy rằng thằng Don Lệ Mông, thằng Don Lệ Mông nó đang muốn trở lại cái chương trình của CNN hoặc là MSNBC. Cựu người dẫn chương trình của CNN đó là Don Lệ Mông đã phát biểu vào ngày hôm qua trong cái chương trình readout của MSNBC. Cái chương trình là cái chương trình cực tả nha quý vị. Cái chương trình này nguyên tắc là cái chương trình mà con nhỏ dẫn chương trình đó, tôi thật sự thiếu được cái common sense. Vì nào mà coi cái chương trình của MSNBC mình nhìn là con nhỏ này rất là bệnh. Cho rằng một số người đàn ông da đen ủng hộ cho ông Trump vì họ muốn được giống như ông. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người đàn ông da đen, khi nó ủng hộ cho Donald Trump họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Sau khi một số người đàn ông da đen trả lời là Trump, thì một người đàn ông giấu trên là tôi nghĩ lý do tại sao tiền ông ấy tặng đi lần trước khi còn có đương nhiệm lại là lần thứ hai họ đang tìm kiếm. Tôi sẽ đồng ý với tư cách là một nhà báo người Mỹ và đương nhiên người đàn ông phụ nữ hoặc những người đàn ông da đen muốn trở thành ông Trump. Đương nhiên rồi. Về nguyên tắc đó, ông Trump là một model cho rất là nhiều người. Trong đó có con cái của chúng ta, nếu mà thật sự vì nào có con trai. Con cái của ông Trump là cái model cho con cái của quý vị, nếu mà thật sự muốn lớn lên để trở thành một người thành công. Khác hoàn toàn với lại Joe Biden và Hunter Biden. Còn chị Stephanie Nguyễn trên live chat chị nói rằng là muốn được như ông Trump thì có gì sai, vợ đẹp, con ngoan, giàu có. Cái sai nó nằm ở chỗ là gì? Là ông Trump là thành viên của đảng Dân Chủ, Cộng Hòa. Không phải là thành viên của đảng Dân Chủ là cái sai duy nhất. Tôi giả sử như ông Trump là thành viên của đảng Dân Chủ, mà ông Trump chiến thắng trở thành tổng thống của nước Mỹ, thì đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ là một siêu sao trong cái giới báo chí của đảng Dân Chủ. Đến cái mức độ mà cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Michael Obama, cái từ Michael, cái từ Michelle này rất là lộn. Để tôi lập trình cái bộ não tôi lại. Michelle Obama. Với cái vẻ đẹp của Michelle Obama mà tờ báo tạp chí Time, tờ báo Variety, những cái tờ báo The People mà cho rằng đó là vẻ đẹp rạng người của người phụ nữ. Với cái dung nhan của Hoa hậu, con gái của bà Kamala Harris, mà đó là một diễn viên, một hoa hậu đến từ Hollywood. Về nguyên tắc, cái tiêu chuẩn của họ là gì? Họ chỉ đẹp
Họ chỉ tuyệt vời nếu mà thật sự là thành viên của đảng Dân Chủ mà thôi. Thì nó cũng giống cái chương trình nghị sự DEI, cái chương trình nghị sự mà bà Kamala Harris thật sự không có một kinh nghiệm nào để quản lý cái đất nước mà hiện giờ đang tranh cử cho chức vị tổng thống của nước Mỹ. Bà này được cái chức vụ tranh cử chức vị tổng thống của nước Mỹ về nguyên tắc là một cuộc đảo chính ông Joe Biden, chứ thật sự bà này không được một cái lá phiếu nào của cử tri đảng Dân Chủ cả. Họ không phải đảo chính Joe Biden, bởi vì trong bản chất Joe Biden ông cũng chẳng biết ông đang làm gì, và Joe Biden cũng chẳng biết thật sự ông đang là tổng thống của nước Mỹ hay không. Họ đang đảo chính cái nền Dân Chủ. Cái cuộc đảo chính Joe Biden của Kamala Harris là đảo chính cái nền Dân Chủ, đảo chính một quá trình bầu cử một cách công bằng, minh bạch, và họ đảo chính đi cái tiếng nói của 14-15 triệu cái lá phiếu cử tri cho Joe Biden. Cái đảng Dân Chủ nó chết từ đó. Khi mà bà này về nguyên tắc nếu mà tranh cử vòng ngoài chưa chắc, mặc dù bà là phó tổng thống của nước Mỹ, chưa chắc bà có thể là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Nếu tôi giả sử như Joe Biden mà không tranh cử của năm ngoái, mà đảng Dân Chủ mở một tổ chức bầu cử sơ bộ một cách công bằng và minh bạch, thì chưa chắc bà này sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Tôi khẳng định 100% luôn. Có thể là Gavin Newsom, có thể là thống đốc bang của tiểu bang Pennsylvania. For sure, thống đốc bang của tiểu bang Pennsylvania sẽ ra tranh cử cho 2028. Quý vị tin tôi đi. Như vậy thằng Don lại mong. Thằng Don mộng lê. Thằng Don mộng lê này nó nói hoàn toàn đúng. Là bởi vì trong nguyên tắc thì nó đi phỏng vấn vào ngày 19 tháng 8. Thì đương nhiên những người đàn ông da đen họ đâu có gì sai. Họ muốn cái nước Mỹ đang phục vụ cho họ. Họ muốn một cái nước Mỹ đang phục vụ cho người dân của Mỹ. Chứ họ không muốn một cái nước Mỹ để phục vụ cho cái gọi là những nghị trình toàn cầu hóa. Những nghị trình toàn cầu hóa của nước Mỹ. Chẳng hạn như di dời những công ty của nước ngoài ra khỏi cái nước Mỹ của chúng ta. Để mướn những công nhân lao động. Nhưng mà rồi chúng ta lại quên đi một điều. Họ đang trong một nghị trình toàn cầu hóa tiếp theo. Đó là một cái nghị trình. Đó là một cái nghị trình mà muốn du nhập hàng chục triệu người lao động giá rẻ vào nước Mỹ của chúng ta. Đây là bản tin đến từ Chicago. Thị trưởng của thành phố Chicago Brandon Johnson phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ cuộc họp thị trấn gần đây của một cư dân da đen 80 tuổi. Chicago là điển hình nhất là cái ổ của đảng Dân Chủ. Và cái ổ này đó, nó càng ngày nó càng tệ hại hơn. Khi chính bản thân của đảng Dân Chủ đang giết chết cộng đồng người da đen tại đó. Một cư dân da đen, một bà lão 80 tuổi, người đã lên án chính sách ủng hộ người nhập cư bất hợp pháp của ông. Vì nên nhớ rằng là gì? Ok quý vị, 321 321, 321 xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của giờ nghỉ trưa. Ngày hôm nay thì có vẻ như tôi trễ một chút nha quý vị. Ok, chương trình của giờ nghỉ trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của nước Mỹ chúng ta. Cục dự trữ liên bang Mỹ đã chính thức tuyên bố cắt giảm cái lãi suất 0.5%, nhưng mà thật sự thị trường cổ phiếu đã sụp đổ. Cái điều này sẽ có rất là nhiều người ngạc nhiên tại sao. Tôi thì tôi chờ đợi cái vấn đề này và tôi đã chuẩn bị cho cái cơn bão sắp tới. Khi mà Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất có nghĩa rằng là cái nền kinh tế đã trouble. Ngày hôm nay công ty Intel đã giảm 3.21%, Boeing đã giảm 0.51%, Micron Technology đã giảm 1.89%, công ty của Tổng thống Trump giảm 4.28%. Công ty của ông Trump giảm 4.28%,
là bởi vì có một số cái polling đến từ ba cái tiểu bang Wisconsin, Pennsylvania và tiểu bang Michigan không có lợi cho Tổng thống Trump. Thì cái tiểu bang này đó, Wisconsin thì đến từ Queen PDX cho rằng là ông Trump đang thua 1 điểm. Michigan ông Trump thua 5 điểm và Queen PDX, Pennsylvania ông Trump thua 5 điểm. Ở Michigan và Pennsylvania nếu mà thật sự cái poll này đúng thì tôi cũng chẳng hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu cái câu chuyện mà người dân của tiểu bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin họ hiểu cái gì. Nhưng mà tôi không lo lắng cho lắm quý vị. Khi mà một cái polling mà nó outlier giống như cái polling Queen PDX 5 điểm thì tôi nghĩ là hoàn toàn câu chuyện này something wrong. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái thời điểm mà những cái poll trung bình đến từ Pennsylvania khi ông Biden dẫn trước ông Trump với rất là nhiều điểm tại tiểu bang Wisconsin, dẫn trước ông Trump vào khoảng trung bình là 6.7 điểm. Nhưng mà thật sự tụi nó ma thuật rất kinh hoàng và chỉ có 0.7 điểm sự khác biệt. Thì lý do mà tại sao công ty của Tổng thống Trump ngày hôm nay tiếp tục giảm. Riêng công ty Boeing trên màn ảnh của chúng ta đã giảm, trong năm nay đã giảm gần như 38%. Chị Stephanie Nguyễn đặt câu hỏi liệu rằng nó có trở về lại 125 đồng đô la thời của cô tập 19 hay không. Thời của cô tập 19 nó sẽ trở lại 120 đô la là chuyện có thể xảy ra nha quý vị. Bởi vì chúng ta nhìn lại cái điểm này, cái điểm của ngày 30 tháng 9 của 2022, công ty Boeing đã giảm 121 điểm có tài. Thì thành ra vì nào mà công ty Boeing cũng phải chuẩn bị trước cái tinh thần rất rõ ràng. Tôi thì tôi đã hạn chế rất là nhiều sự quản lý của thị trường cổ phiếu. Và thị trường cổ phiếu ngày hôm nay tiếp tục chấn động. Chỉ số Dow Jones tăng giảm một cách bất ngờ. Hiện giờ chỉ số Dow Jones nó tăng trưởng trở lại là 0.21%. Nói chung lại thì thị trường cổ phiếu đang chuyển động một cách chóng mặt. Chúng ta đang nói chuyện. Như là công ty Toyota ngày hôm nay tăng trưởng trở lại 2.38%. Công ty American Airlines đã giảm 0.85%. Riêng công ty Dollar General đã tăng trưởng 1.32%. Công ty Google đã tăng trưởng 0.25%. Nóng lạnh. Phân lời giãn tiền nhà. Đương nhiên cái lãi suất tiền nhà sẽ giảm. Cái lãi suất về bất động sản sẽ giảm. Nhưng mà câu hỏi chúng ta hoàn toàn đặt ra nếu mà thật sự thị trường cổ phiếu all time high, nền kinh tế hoàn toàn tuyệt vời thì tại sao chúng ta phải đi cắt giảm cái lãi suất ở mức 0.5%. Đây là cái điểm mà chúng ta cũng đang bắt đầu nghi ngờ nha quý vị. Khi mà chúng ta thấy cái thị trường cổ phiếu mà họ cho rằng là all time high, cái thị trường bất động sản all time high mà họ lại cắt giảm cái lãi suất trước cuộc bầu cử, thì điều này ông Trump cũng đã từng dự đoán. Và tất cả những câu chuyện này chỉ đúng có 2 tháng trước cuộc bầu cử. Khi chỉ số thất nghiệp đã được khống lên với con số, chỉ số tạo công ăn việc làm đã khống với con số là 818.000 công ăn việc làm. Thì we'll see what happened. Liệu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thật sự có manufacturing được cái câu chuyện cho cuộc campaign của bà Kamala Harris hay không? Nhưng so far chúng ta thấy lý do tại sao từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khống và Bộ Lao động khống tất cả những con số tạo công ăn việc làm, từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự cắt giảm lãi suất của họ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo với mục đích để đẩy bà Kamala Harris đắc cử, nó có nhiều cái lý do lắm. Khi mà thật sự cái báo cáo gần đây nó nêu hoàn toàn cái câu chuyện của chúng ta, đã nêu bật cái quan ngại và sự thiên vị nhận được phản hồi do công cụ AI của Meta và Alexa của Amazon cung cấp. Khi cái người dùng hỏi cái ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris, cả hai nền tảng AI đều cáo buộc là thúc đẩy một câu chuyện có lợi cho bà Kamala Harris và chỉ trích tổng thống Trump nhiều hơn.
Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là chúng ta thấy được gì qua cái nền kinh tế? Chúng ta thấy được gì qua cái câu chuyện về lãi suất? Và chúng ta thấy được gì qua cái hành động của Đảng Dân Chủ và sự hợp tác từ những công ty công nghệ lớn cho tới Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều thứ khác nhau? Cái điểm mấu chốt ở đây, nếu quý vị là người chủ tịch Trịnh Minh Tiền, quý vị là người quản lý cái xưởng in manufacture những cái tờ tiền màu xanh, thì đương nhiên quý vị thích cái chính quyền nào hơn? Quý vị thích chính quyền nào hơn? Đương nhiên quý vị thích chính quyền của Đảng Dân Chủ, là bởi vì chính quyền của Đảng Dân Chủ nó order lượng tiền in ra nhiều hơn, tạo công ăn việc làm cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều hơn, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn tiếp tục bơm tiền, vẫn tiếp tục có việc làm và kiếm hàng tỷ đô la. Whatever, thì bất kể cái nền kinh tế, khi tiền càng bơm ra ngoài, lạm phát càng tăng, thì những kẻ làm cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ họ lại có nhiều cái đồng lương hơn. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bơm tiền ra thị trường một cách chóng mặt như vậy, thì những kẻ giàu có, những kẻ có thể có khả năng vay mượn hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm triệu, hàng trăm triệu để có thể làm ăn, để có thể vay vốn một cách giá rẻ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đó là lý do mà tại sao họ đã hợp tác rất tuyệt vời để chống lại ông Trump là như vậy. Ok, về cái bài báo mà rất là bias về công nghệ trí tuệ nhân tạo giữa ông Trump và Kamala Harris qua cái Meta AI, và kể cả luôn qua cái Alexa của công ty Amazon, tôi đã publish cái bài báo này trong cái trang mạng của The VLKT News. Quý vị nào mà chưa vào xem thì tiếp tục vào xem. Ok quý vị, welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của buổi trưa ngày hôm nay của chúng ta. Để coi coi, ngày hôm nay thị trường lãi suất đã cắt giảm 0.5%, nhưng mà trên thực tế chỉ số Dow Jones chỉ tăng có 100 điểm thôi. Chỉ số S&P 500 đã giảm 0.27%. Riêng những công ty chúng ta theo dõi thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục có nhiều sự thay đổi, sập sình và sập sụi. Công ty Intel giảm 2.43%. Công ty Disney đã tăng trưởng 0.83%, Boeing đã giảm 0.2%. Toyota tăng trưởng 2.22%, công ty American Airlines đã giảm 0.98%. Công ty Dollar General đã tăng trưởng 1.3%, Lululemon đã tăng trưởng 1.64%, UPS đã tăng trưởng 0.53%. Công ty của Tổng thống Trump đã giảm 3.87% và công ty Snap đã tăng trưởng 2.49%, Google tăng trưởng 0.3%. Và công ty Illumina đã tăng trưởng 0.48%. Riêng cái chỉ số mà Russell của 2000 đã tăng trưởng 1.16%. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của chúng ta. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok quý vị, ngày hôm nay có gì vui và ngày hôm nay có gì lạ? Và chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật một số cái bản tin chấn động trong chương trình của buổi trưa ngày hôm nay. Những bản tin chấn động trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay quý vị. Ok, để tôi coi nha. Bây giờ là 12:20 giờ của tiểu bang California. Và thị trường cổ phiếu vẫn tiếp tục sập sôi.
Ok rồi, bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi. Thị trường biến động quá nhanh, chính xác luôn. Thị trường biến động rất rất nhanh ngày hôm nay. Đến từ chương trình của CNBC, 111 thành viên của đảng Cộng Hòa đã endorse bà Harris và nói rằng là ông Trump không đủ khả năng để phục vụ. Cái điều này chúng ta cũng không ngạc nhiên đâu quý vị. 111 thành viên của đảng Cộng Hòa đó là dưới thời của Bush cũ, dưới thời của Mitt Romney và dưới thời của John McCain. Và đó những kẻ đã tạo ra một sự tệ hại của nước Mỹ của chúng ta. Những cái chính trị gia nó rất sợ cái phong trào dân túy, là bởi vì cái phong trào, bởi vì cái phong trào gần như nó trả lại quyền lợi cho người dân. Và cái phong trào này nó đã expose cái sự xảo trá của những chính trị gia, cái gọi là những tầng lớp lãnh đạo của nước Mỹ. Những tầng lớp lãnh đạo của nước Mỹ họ đã ăn nằm và họ đã đẩy cái nước Mỹ chúng ta đến cái mức nợ 35.000 tỷ đô la. Và họ đã tạo ra những cuộc chiến không ngừng nghỉ. Chẳng hạn như cuộc chiến của Iraq đã tốn người dân đóng thuế của chúng ta 9.000 tỷ đô la, 8.000 tỷ đô la. Rồi 9.000 tỷ, 8.000 tỷ đô la đó chúng ta được gì? Chúng ta được gì đây? Chúng ta được na tiền vì điều này. Chúng ta hầu như không được gì cả ngoài cái vấn đề cái nợ công ở mức 36.000 tỷ. Quý vị có được cuộc sống vì con bé đờ hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Khi chúng ta vẫn tiếp tục đi làm từng ngày để tiết kiệm từng đồng để trả cho vấn đề lạm phát. Như vậy thôi. Thì những cái đứa đó những ăn trên ngồi trước. Nhưng mà đáng buồn là gì? Những cái đám dân đen lại tiếp tục đi ủng hộ cho cái tầng lớp này. Và không có tưởng tượng rằng là gì? Những cái tầng lớp đang bảo vệ cái quyền lợi cho họ. Nhưng rồi vì thấy cả một câu chuyện của 4 năm qua, từ cái vấn đề giá xăng, từ vấn đề bảo hiểm xe, từ cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe, từ cái vấn đề bảo hiểm nhà, sửa chữa nhà, sửa chữa xe và tất cả những loại tiền đều tăng một cách chóng mặt. Ngày hôm nay trong cái chương trình của Fox News, nó đưa ra một cái lời phản biện của Gavin Newsom, cho rằng là Gavin Newsom đã thành công. Gavin Newsom phản biện lại là đã thành công tạo công ăn việc làm trong kỹ nghệ thức ăn nhanh nhiều hơn và tăng thêm 11.000 công ăn việc làm khi mà cái đồng lương tăng 20 đô la cho một giờ. Như vậy tại sao ông tăng 25 đồng đi? Nếu mà cái lý thuyết của Gavin Newsom đúng đó, mà để tạo thêm 11-12.000 công việc làm trong cái ngày trước ăn nhanh khi tăng 20 đô la thì tại sao ông không tăng 100 đồng? Anh không tăng 200 đồng, 300 đồng để tạo ra hàng triệu công ăn việc làm? Về nguyên tắc con số 20 đồng đó là hoàn toàn, nó cũng chẳng biết đến từ đâu luôn. Con số 20 đồng đó hoàn toàn, nó cũng chẳng biết lấy cái lý do là gì luôn. Mà bởi vì về nguyên tắc, tụi nó chỉ lấy đạn con số đó. Chứ 20 đồng tại tiểu bang California, quý vị nghĩ rằng cuộc sống tại tiểu bang California với lương 20 đồng, 15 đồng, 16 đồng, 17 đồng, 18 đồng, về nguyên tắc có thể khả năng chi trả cho vấn đề cái gì cũng cao ngất ngưỡng cả. Bởi vì cái đám cử tri tại tiểu bang California nó thiếu cái common sense. Nó có tưởng tượng rằng nó nhận được 20 đô la cho một giờ. Nhưng mà nó quên một điều là gì? Cái tiền bảo hiểm xe nó tăng hơn cái tiền lương. Cái tiền nhà nó tăng hơn cái tiền lương. Cái tiền bảo hiểm nhà nó tăng hơn cái tiền lương. Cái tiền chăm sóc trẻ em nó tăng hơn cái tiền lương. Và tất cả mọi thứ đều tăng hơn cái tiền lương. Tụi nó chỉ nhìn cái đồng lương nó tăng với 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Nhưng mà thật sự tụi nó không keep track được là tụi nó chi tiêu và tăng bao nhiêu trong giới trời chính quyền của Biden và Kamala Harris. Nó cũng tương tự giống như người dân của tiểu bang Minnesota. Những chuyến đi mua sắm hàng tạp hóa hàng tuần từng có giải trả phải trăng với thời của ông Trump và đang đối mặt với chính quyền của Biden và Harris. Một bài báo cáo của chương trình Fox News đến từ Minneapolis gần đây đã nêu bật cái chi phí tăng hàng tạp hóa đang gây gánh nặng cho người dân gia đình như thế nào.
Trung bình các hộ gia đình Minnesota phải trả thêm $32,917 cho lạm phát kể từ khi Biden và Kamala Harris nhậm chức. Cái lạm phát thường được mô tả là một thuế ẩn đang ảnh hưởng trực tiếp với người Mỹ ở mọi cái mức thu nhập. Nhưng nó ảnh hưởng nặng nề nhất đến cửa hàng tạp hóa. Những gì từng là khoản chi tiêu thường xuyên đã trở thành gánh nặng tài chính lớn đối với nhiều gia đình. Báo cáo của chương trình Fortnite đã theo dõi sự thay đổi giá cả của ba loại hàng tạp hóa lớn, đó là club, giá cả tập trung, và đã tăng trưởng trên 52%. Sữa tăng trưởng 13%, lay chip tăng trưởng 83%, sữa half and half tăng trưởng 107%, bánh mì tăng 151%, dairy coke tăng 139%, rau củ quả đóng hộp tăng 163%, meat deli tăng 57%, trái cây tươi tăng 10%, và đây là tất cả những nguồn đến từ tiểu bang Minnesota. Như vậy, nhìn chung lại, mấy cái này tăng tôi nó không nói, mà tôi cũng chẳng hiểu cử tri đang nghĩ gì về điều này. Tôi cũng chẳng hiểu cử tri họ sẽ put up đến mức độ nào khi tất cả những cái chi phí tăng này họ phải trả qua cái vấn đề trả tín dụng, mà vẫn tiếp tục ca ngợi chính sách của Joe Biden. Quý vị nên nhớ tất cả những gì chi tiêu ra ngoài đó là điều đến tay của những công ty lớn hết. Và sự giàu nghèo là hoàn toàn rất là khác biệt với thời của Biden và Kamala Harris. Trong cái giai đoạn là những tầng lớp giàu có họ sống một cách rất là thoải mái, là bởi vì họ có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 căn nhà để cho thuê. Họ có thể tăng tiền thuê nhà. Họ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái building cho thuê. Họ có tiền để thuê nhà. Họ có tiền để thu tiền nhà. Họ có những thị trường cổ phiếu. Họ có tiền để cho chính quyền của Biden mượn, vân vân. Nhưng mà trong khi đó những tầng lớp thấp trong cái ladder của xã hội thì vẫn đang tiếp tục struggle từng ngày, đồng qua đồng, cắt qua cắt. Ok. Vincent Nguyễn, khi kinh tế mà khủng hoảng thị trường đau thì có nên mua tiền và đầu tư trái phiếu hay không? Trái phiếu bây giờ cái lãi suất vô cùng thấp. Đối với tôi bây giờ tôi chỉ chờ đợi thôi. Tôi chỉ chờ đợi khi mà cục dự trữ liên bang Mỹ mà cắt giảm lãi suất. Thì đa phần trong ba cái trường hợp trong quá khứ của 2001, 2008 và 2012, khi cục dự trữ liên bang Mỹ mà cắt giảm cái lãi suất thị trường cổ phiếu sẽ correction. Tôi biết tôi có thể sai, nhưng mà thật sự ngày hôm nay trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ buôn bán cái thị trường cổ phiếu một cách an toàn hơn. Nếu mà thật sự những cái position nào mà chúng ta cảm thấy đã tăng trưởng trong năm nay thì chúng ta nên capture cái lời, mà chúng ta nên mua lại những công ty nào mà discount 3, 4, 6, 7, 8, 90%. Đó là như vậy. Câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Vũ Luân nghĩ như thế nào về ông Tà Trí? Tà Trí lại Trí Tà đó hả? Trí Tà dân biểu của tiểu bang California đó, phải không? Tà Trí, Trí Tà. Thì we'll see what happened. Phải đúng, vốn đúng như vậy không? Nghĩ cái gì mới được chứ? Tự nhiên tôi hỏi nghĩ cái gì? Nghĩ gì về ổng mới được? Trí Tà, Tà Trí. Ok. Bây giờ câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Để tôi cập nhật có một số bản tin nào nữa hay không trong chương trình sắp tác của chúng ta. Ngày hôm nay công ty Boeing sẽ cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Bài viết được đăng trên trang mạng của Substack. Tổng giám đốc điều hành của Boeing đó là Kelly đã thông báo ngày thứ tư rằng cái gã khổng lồ hàng không vũ trụ sẽ bắt đầu cho nghỉ phép một số lượng công nhân lớn để đáp ứng với đình công đang diễn ra. Cuộc đình công đã bắt đầu vào ngày thứ sáu tuần trước liên quan đến khoảng 33.000 nhân viên nhà máy Boeing tại Tây Bắc Thái Bình Dương đã bỏ việc sau khi từ chối mức lương tăng là 25% trong 4 năm. Vậy nguyên tắc chúng ta thấy đến mức độ mà những kỹ sư của Boeing, những nhân viên của Boeing mà còn đình công đòi tăng lương mà. Nếu mà nền kinh tế nó tuyệt vời như vậy thì tại sao phải đình công đòi tăng lương? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đồng lương nó tăng không kịp cái lạm phát, dẫn đến cái tình trạng là cái đồng lương nó thiếu hụt
giờ họ phải đình công và đòi tăng lương. Boeing thì đề xuất 25% tăng lương trong 4 năm, nhưng công nhân thuộc liên đoàn, được đại diện bởi Hiệp hội Công nhân Máy móc và Hàng không Vũ trụ Quốc tế, đang yêu cầu mức lương tối thiểu tăng 40% và để cải tiến với những hợp đồng khác. Việc ngừng sản xuất do cuộc đình công vốn đã dẫn đến việc dừng lại một số mẫu máy bay chính của Boeing, bao gồm 737 Max, dự kiến sẽ tác động đáng kể đến dòng tiền của công ty Boeing. Công ty thường nhận được một nửa cái giá mua vé máy bay khi giao hàng, nghĩa là cuộc đình công kéo dài sẽ dẫn đến cái áp lực tài chính của công ty Boeing. Tổng giám đốc cho biết việc tạm ngừng nghỉ sẽ là tạm thời. Những nhân viên bị ảnh hưởng thường được tạm nghỉ một tuần sau 4 tuần. Các giám đốc điều hành cao cấp bao gồm chính cả tổng giám đốc cũng sẽ bị cắt giảm lương trong thời gian diễn ra đình công. Bài viết này rất dài. Trên nguyên tắc sẽ tác động trực tiếp đến công ty Boeing cho 2024. Quý vị có để ý giùm tôi không? Giới thiệu kinh tế của Biden và Kamala Harris, cái gì cũng tuyệt vời cả theo báo cáo của chính phủ, cái gì cũng tuyệt vời cả theo báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Bộ Lao động, nhưng mà chúng ta lại xảy ra những cuộc đình công lớn chưa từng có. Chúng ta xảy ra cuộc đình công về nhân viên hàng không, chúng ta xảy ra cuộc đình công của nhân viên Boeing, chúng ta xảy ra cuộc đình công của ba công ty sản xuất xe hơi lớn, Stellantis, GM và công ty Ford. Mì thấy kinh không? Nhưng mà có bao giờ chúng ta thấy những chính trị gia Mỹ đi đình công không? Tôi đang đặt câu hỏi thôi. Có bao giờ thật sự chúng ta nhìn và thấy cái chính trị gia của Mỹ mà xuống đường biểu tình để đình công đòi tăng lương không? Đó tôi hỏi thật lòng á. Chúng ta thấy, chúng ta chỉ thấy công nhân đình công đòi tăng lương thôi, chứ thật sự chúng ta không thấy chính trị gia đình công đòi tăng lương. Chúng ta chưa bao giờ thấy những nhân viên của chính phủ đình công đòi tăng lương, bởi vì trong bản chất tụi nó đã tăng lương trước cho cái nhóm người này rồi. Nhất thời của bà Nancy Pelosi, tụi nó đã tăng lương trước khi cái lạm phát diễn ra, thì thành ra tụi nó sống rất là thoải mái. Quý vị, trong cái giai đoạn kinh tế này có những chính trị gia là sống thoải mái nhất, chứ thật sự người dân còn lại thì chưa chắc. Nhưng mà điều đáng buồn là gì? Cái đám chính trị gia nó sống thoải mái nhất mà nó lại đi tranh cử và tuyên bố bầu cho tôi đi, để tôi giải quyết một số vấn đề trong quá khứ. Kinh hoàng chưa? Đó là nước Mỹ của chúng ta. Ok, bây giờ trở lại câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Thị trường cổ phiếu, chỉ số Dow Jones từ 200 điểm bây giờ chỉ tăng trưởng có 24 điểm. Có vẻ như những nhà đầu tư đang accessible vào cái sự cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tôi cũng chẳng biết thật sự họ cắt giảm này nó có đem đến cái gì hay không. Nhưng mà so far tôi thấy cái cuộc chiến cho 2024 là hoàn toàn là một cuộc chiến đến cái mức độ mà những thành viên của đảng Cộng Hòa nó phải lộ liễu để nó chống Trump. Cái bản tin mà một người trên live chat đặt câu hỏi đó, 110 người thành viên của đảng Cộng Hòa đó, những cái đứa này đã từng làm việc với thời của hai gia đình Bush và thời của Tổng thống Reagan, thì chúng ta cũng không có ngạc nhiên đâu quý vị. Cái nhóm này là cái nhóm nó không ảnh hưởng trực tiếp gì đến cuộc, nó không ảnh hưởng trực tiếp gì đến chúng ta cả. Cái nhóm này thật sự nó không còn là thành viên của đảng Cộng Hòa nữa quý vị. Nó là những cái đứa mà là gián điệp của đảng Cộng Hòa. Thì nhìn ra tôi nghĩ những cuộc campaign của bà Michelle Steele cũng có rất là nhiều gián điệp của đảng Dân Chủ trong đó. Những cái đứa này là gián điệp của đảng Dân Chủ mang danh là đảng Cộng Hòa. Bây giờ tụi nó lộ rồi, nó bị lộ rồi. Nó cũng giống như Liz Cheney và Dick Cheney, nó bị lộ rồi, lộ hẳn luôn rồi. Thật ra bây giờ nó không khe rồi. Bây giờ nó tuyên bố để nó chống Trump để làm gì? Bởi nó lo sợ lắm.
Nó lo sợ nếu mà thật sự ông Trump đắc cử thì cái quyền lợi và những cái sự xây dựng với quyền lực ngầm của tụi nó bao nhiêu năm nay sẽ sụp đổ. Nên thành ra tụi nó cố gắng để giữ bà Kamala Harris, mà chúng ta gọi rằng là gì? Đó là cái đảng phái Cộng hòa và Dân chủ mà nhiều người sử dụng cái thuật ngữ là Uniparty. Uniparty tức là Cộng hòa, Dân chủ, Cộng hòa. Mục đích của tụi nó vẫn tiếp tục phục vụ cho tầng lớp elite, phục vụ cho tầng lớp giàu có, phục vụ cho tầng lớp có quyền lực và phục vụ cho những cái tầng lớp mà họ có thể kiếm rất là nhiều tiền từ tiền thuế của người Mỹ. Cái thị trường đang xuống, thị trường cắt giảm 0.5% lãi suất mà xuống, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái giai đoạn lạm phát vẫn tiếp tục cao ngất ngử mà cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm cái lãi suất, thì đương nhiên cái lạm phát của tháng 10 sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Đương nhiên nó không tăng trong giai đoạn hiện giờ, mà nó sẽ tăng trong cái giai đoạn tháng 11, tháng 12, và đó là sau cuộc bầu cử rồi. Ok, chú Peter Thạch đặt câu hỏi là nghị viên trí tà tại California. Đúng rồi, tới ngày hôm nay tôi thật sự không biết ông trí tà, và tôi cũng chẳng khen ông trí tà luôn. Về nguyên tắc, ông này là thành viên của đảng Cộng hòa, có thể là ghi danh thành viên của đảng Cộng hòa, nhưng mà thật sự tôi cũng chẳng biết ông này đang đấu cái gì luôn. Ông đang đấu tranh cho quyền lợi của người Mỹ hay là ông đấu tranh cho cái gì chỉ có trời mới biết được. Thành ra rằng là quý vị hỏi tôi nghị viên trí tà là ai, đương nhiên ông là nghị viên. Bây giờ ông trở thành một dân biểu của tiểu bang. Về nguyên tắc ai cũng thừa biết được rằng cái chức dân biểu này là ngồi chơi xô nước ở trên Sacramento, đang nằm để chờ thời. Chắc có thể là chờ thời bà Michelle Steele nghỉ hưu hay vân vân, tôi giả sử như vậy. Thì we'll see what happened. Tôi thì trời thương cho tôi, mặc dù tôi sống khu vực này nhưng mà thật sự tôi không có liên hệ gì với cái đám chính trị gia đâu. Nếu mà tôi có liên hệ thì làm sao mà tôi có thể mạnh miệng mà tôi đang đặt câu hỏi như vậy. Đôi khi tôi sợ lắm, rất sợ. Sợ gì biết không? Sợ sau này tôi không kiềm chế được cái miệng của tôi, rồi đụng chạm những người quen biết nó mất công. Mất công. Ok, vì đây trí tà làm chuyện tào lao, tổ chức một đêm thắp nến cho Thích Minh Toàn. Ồ có hả? Có thắp nến cho, có thắp nến cho Thích Minh Toàn à? Cái này tôi không biết nha. Steamter Union đại diện cho 1 triệu công nhân chính thức tuyên bố sẽ không ủng hộ cho ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử của 2024. Ngay cả khi cuộc thăm dò cho thấy phần lớn những thành viên ủng hộ cho Tổng thống Trump. Steamter đã nói, xin cảm ơn tất cả những ứng cử viên đã gặp mặt trực tiếp các thành viên trong cuộc họp bàn tròn chưa từng có của chúng tôi. Chủ tịch Sean O'Brien cho biết trong một tuyên bố. Thật không ai, không ứng cử viên chính trị nào có thể đưa ra cam kết nghiêm túc với liên đoàn của chúng tôi để bảo đảm quyền lợi của người lao động đặt trên cái doanh nghiệp lớn. Chúng tôi đã tìm kiếm sự cam kết của cả ông Trump và Harris không can thiệp vào chiến dịch quan trọng của liên đoàn hoặc là ngành công nghiệp cốt lõi của Steamter. Tôn trọng quyền đình công của thành viên của chúng tôi nhưng không thể nào bảo đảm được cam kết đó. Vào thứ tư, công đoàn đã công bố cuộc thăm dò ý kiến của thành phố của nhân viên Steamter cho thấy gần 60% ủng hộ cho Trump trong khi 34% ủng hộ cho Harris. Trong một cuộc thăm dò ý kiến trước đó khi Joe Biden bỏ cuộc thì 44% ủng hộ cho Biden, 36% ủng hộ cho Trump. Các giám đốc điều hành của Steamter cho biết cuộc thăm dò cho thấy không có sự ủng hộ đa số nào dành cho Kamala Harris và không có sự ủng hộ chung nào những thành viên dành cho ông Trump. Thì đó là tình trạng của Steamter là như vậy. Thì tôi cũng chẳng biết rằng là nếu mà thật sự cái polling như vậy mà tụi nó không endorse cho ông Trump thì tôi nghĩ
cũng rất là thú vị. Ok, câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Gì đây? Vũ Luân, tại sao con ra để tranh cử về chính trị? Để làm gì? Vì cho tôi một lý do ra tranh cử. Nếu mà thật sự tôi đi tranh cử, tôi tranh cử cái gì? Cho tôi biết đi. Bây giờ tôi nên đi tranh cử chức gì đây? Đây con Nick Silver viết cái gì đây? Nick Silver nói rằng là một ngày thăm dò ý kiến rất tốt cho Kamala Harris trong 3 cuộc thăm dò của tiểu bang màu xanh của Queen PDX thực hiện. Bao gồm một cuộc thăm dò cho thấy bà dẫn 5 hoặc 6 điểm tại Pennsylvania. Nhưng một lưu ý là cuộc thăm dò của Queen PDX có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ trong những năm gần đây. Tại cái thằng Nick Silver này, nó cũng mặc dù nó ủng hộ cho bà Kamala Harris, nhưng mà thật sự nó bình luận cũng rất là centric ở chỗ này nha quý vị. Về nguyên tắc, cuộc thăm dò của Queen PDX là hoàn toàn nghiêng về đảng Dân Chủ. Ông nói thêm là cuộc đua thật sự là một sự cân bằng. Mô hình này cho thấy Harris có 49% cơ hội chiến thắng Pennsylvania, 54% thắng ở Wisconsin và 56% thắng tại Michigan. Nevada có 50-50. Tuy nhiên bà có một số cuộc thăm dò đáng thất vọng tại Arizona và Georgia. Ông Trump chỉ cần thắng Arizona, Georgia, North Carolina và Pennsylvania là ông Trump sẽ chiến thắng. Vậy thôi. Ok, câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Nó chuẩn bị ra tranh cử chức nghị viên. Nghèo làm chính trị mới giàu em. Quý vị cho tôi biết trên live chat này. Bây giờ vì mà tôi muốn đi tranh cử, tôi tranh cử chức gì đây? mà đi, có khi nào có tổ chức cuộc tranh luận không ta? Tranh luận với đảng viên của đảng Dân Chủ không ta? Theo vì nghĩ rằng nếu mà thật sự tôi đi tranh luận, tôi đi debate, tôi có khả năng không ta? Tôi hỏi thiệt á, nếu mà thật sự một ngày nào đó mà tôi đi tranh luận, không biết rằng là tôi có khả năng không ta? Ok, vài bữa nữa coi đi tranh cử cái chức gì đây? Tranh chức gì đây? Tôi đang suy nghĩ coi tranh cử cái chức gì đây? Trên live chat cho tôi biết coi chức gì? Chức gì đây? Làm nghị viên? Ô mẹ ơi, nghị viên! Làm nghị viên là cuối cùng trước tư họp để cho dân chữ à? Cho dân chữ. Đi dân chữ à? Hay là chức gì đấy? Chức dân biểu tại tiểu bang California. Bây giờ quý vị mà có cái điều kiện, bây giờ tôi nói như thế này nè. Một cái chức dân biểu tại tiểu bang California mà những khu vực của đảng Dân Chủ đó, bây giờ vì ra ứng cử với một con chó, mà con chó đó được đề cử bởi cái đảng Dân Chủ, con chó nó cũng thắng luôn. Vì theo vì nghĩ rằng thật sự có xứng đáng là một con người bị tranh cử một con chó, rồi cuối cùng con chó lại chiến thắng không? Và tôi thật lòng, giống như tại tiểu bang California cũng tương tự. Nếu mà thật sự cái đảng Dân Chủ mà đề cử một con mèo, giống như câu chuyện của con mụ mà Cano, con nhỏ Tyler Cano đó hả, nó ngồi nó yêu mèo đó, nó đề cử con mèo tranh cử với ông Trump, mà ông Trump cũng thua, chứ đừng nói vấn đề mà thắng. Giống như tiểu bang của Pennsylvania cũng tương tự, một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mà nó chết rồi mà còn đậu mà. Thì thành ra những cái khu vực mà nó màu xanh, mà xanh đậm đến cái mức độ mà cử tri khu vực đó nó giống như là bị thôi miên á, bị thôi miên đó quý vị, bị thôi miên á. Đến cái mức độ mà tụi nó không biết được cái đúng và cái sai. Tụi nó có thể bầu cho chó và mèo, chứ tụi nó sẽ không bầu cho một ứng cử viên mà thật sự đem lại cái lợi ích về kinh tế cho tụi nó. Ok,
Câu hỏi tiếp theo là gì? Ông Hoàng Đỗ nói đúng luôn nè, mà tranh tự chức bộ trưởng cá coi. Được á. Tôi bây giờ tôi chỉ mơ ước thôi. Sau này tôi sẽ làm quản lý ca sĩ. Bây giờ từ từ là tôi đang xây dựng cái reputation của tôi. Để sau này tôi sẽ mở một công ty quản lý ca sĩ. Để đào tạo ca sĩ. Vì thấy sao quý vị? Tôi có nên tổ chức mở một công ty quản lý ca sĩ không? Công ty để tôi có thể là ca sĩ đầu tiên tôi muốn ký hợp đồng. Đó là em cá coi. Em cá coi, không biết em cá coi có quản lý ca sĩ chứ ta. Để bữa nào tôi phải ngồi tôi hỏi coi. Tin anh đi. Anh mà để cho em quản lý chứ là... Em mà để cho anh quản lý là guarantee với em luôn. Em chẳng những mà em được upgrade từ cá coi lên con cá nào mắc nhất. Là gì đây? Vũ Lương cho hỏi. Ồ em coi có Quang Lê rồi. Quang Lê cái thằng béo à? À Quang Lê. Tôi không biết rồi nha. Quốc Thái đã ứng cử viên thị trưởng của thành phố gạt đàn rô, nó sẽ làm gì? À, làm gì? Thì đi tiếp tục bán thuốc. Bán thuốc dạo. Bán thuốc dạo. Tôi cũng chẳng biết nữa. Bữa tôi thấy rất là nhiều YouTuber đến đó quay cái đoạn video của Quốc Thái đi tranh cử nghị viên thị trưởng thành phố gạt đàn rô. Thì tôi cũng chẳng biết là để làm gì ta. Có thể là ông quá thành công thành ra ông muốn phục vụ, hay là gì đó tôi không biết. Theo vì nghĩ rằng là ông tranh cử làm gì cho tôi biết coi. Có người nói công ty PayPal trên live chat của chúng ta về nguyên tắc thì công ty này thật sự tôi cũng rất là skeptical quý vị. Bởi vì nếu mà thật sự người nào hỏi trên live chat tâm giờ tôi trình bày cho quý vị cái định giá của công ty tôi nha, còn phần còn lại vì mua lỗ ráng chịu tôi disclose trước, vì thấy những cái bài viết về cổ phiếu trên cái trang sắp tác của tôi đó là hoàn toàn những bài viết đó là disclose sẵn hết. The worst case scenario của công ty PayPal là mức 65 đồng 20 xu. Cái giá trung bình mà những nhà đầu tư ở Wall Street dự đoán cho công ty PayPal thấp nhất là 60 đồng, cao nhất là 80 đồng. Tức là trung bình là 80 và cao nhất là 126 đồng. Thì tôi nghĩ công ty PayPal nó sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Rất khó để trở lại 300 đồng quý vị. Nhưng mà thật sự đi về cảm thấy rằng thì sở hữu 1-2% trong portfolio quý vị thì chuyện nó rất là bình thường. Là bởi vì công ty này hiện giờ đang discount từ 308 mà discount gần như 76%. Thì nếu một công ty nào mà discount 76% thì có vẻ như công ty đó cũng khá là thú vị. Ok. Thay vì nằm ngoài sân vợ đuổi. Dụ gì đây khổ quá. Quản lý ca sĩ có liên quan đến vợ của tôi đâu mà sợ vậy. Vì công ăn việc làm thôi có gì đâu. Lỡ một ngày nào đó mà tôi trở thành quản lý ca sĩ thì chuyện nó rất là bình thường. Miễn là việc làm nào kiếm tiền không bất hợp pháp mà thôi chứ. Chú Chem Nguyễn nói gì đây? Mở các công ty đó tháng đầu xuống 2kg, 2 tháng sau qua đời. Ồ, công ty quản lý ca sĩ đó hả? Đâu có biết được quý vị. Đồ hoài. Có khi mà tôi mở công ty quản lý ca sĩ ra, tôi được lên hương sao biết được. Lên bàn thờ đó. Bà Harris luôn luôn nói về kinh tế cơ hội. Cái bà này bà xạo thiệt quý vị. Cái gì bây giờ đi cuộc phỏng vấn nào mà cũng nói rằng là kinh tế cơ hội. Sao 3 năm rưỡi nay bà không mở kinh tế cơ hội đi. Không có cơ hội kinh tế nào mà thật sự với cái lạm phát cao ngất ngưỡng như vậy cả. Nè giống như cái thị trường cổ phiếu này quý vị thấy không? Excited cho giữ vàng. Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm 0.5%.
0.5%. Chỉ số Dow Jones chẳng những không tăng mà giảm 118 điểm. Chỉ số S&P 500 đã giảm 0.28%. Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm cái giá vàng giảm 0.34%, giá bạc giảm 2%, dầu hỏa giảm 1.25%. Đó là cục dự trữ liên bang Mỹ mà cắt giảm cái lãi suất chỉ số Dow Jones hoàn toàn là give up, tổng cộng là 375 điểm. Tôi nói với vị thế này nè, về nguyên tắc khi mà cắt giảm cái lãi suất đó là cái nền kinh tế đang suy yếu rất trầm trọng rồi, nó mới cắt giảm 0.5% thôi. Nếu mà cái nền kinh tế mà không suy yếu trầm trọng, nó chỉ cắt giảm 0.25% thôi. Cắt giảm 0.5% có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nó đang tiếp tục đẩy tiền ra cái thị trường để kích thích cái nền kinh tế. Nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu rằng nó kích thích đến mức độ nào. Như cái giai đoạn này không biết ai còn cái tín dụng để mượn tiền hay không. Đó là thực tế đó. Mà Thu Ngân nói gì đây? Kinh tế cơ hội là gì Vũ Lưng? Kinh tế cơ hội là một thuật ngữ rất sáo rỗng từ đảng Dân Chủ và Mỹ Dân trong cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nếu mà thật sự chúng ta sử dụng một thuật ngữ là dùng đất cơ hội thì có. Là những cái dùng đất mà cái chính phủ đã tạo ra cơ hội đầu tư và không được đụng bởi cái chính quyền, đặc biệt là thu thuế. Còn cái thuật ngữ mà kinh tế cơ hội của bà Kamala Harris là thuật ngữ rất là sáo rỗng. Cơ hội gì? Với cái lạm phát như vậy thì cơ hội nào đến cho những tầng lớp da màu? Những cái tầng lớp da màu thì hiện giờ họ sống còn không đủ ăn ngày nào xào ngày đó, mà là những cái kinh tế cơ hội. Cái đảng Dân Chủ là cái đảng mà luôn luôn muốn kiểm soát cái nền kinh tế mà mở miệng đó là kinh tế cơ hội. Vì tin tụi nó à? Nếu mà thật sự kinh tế cơ hội của bà mà tuyệt vời đó thì tại sao nó không hoạt động gần 3 năm rưỡi nay? Tại sao nó không hoạt động từ năm 2020 cho đến 2023? Hay là trong bản chất cái kinh tế của Kamala Harris hoàn toàn là phục vụ những tầng lớp giàu có? Hiện giờ, quý vị để ý giùm tôi đi, những cái tầng lớp giàu có là những tầng lớp thoải mái nhất luôn. Họ không hề lo sợ vấn đề lạm phát. Bây giờ mình đi số 3 giùm tôi đi, những cái thằng mà làm bác sĩ, luật sư nó cũng không khe lạm phát luôn. Những cái thằng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 căn nhà nó cũng chẳng khe lạm phát luôn. Nhưng triệu phú, tỷ phú như là Jeff Bezos nó cũng chẳng khe lạm phát. Kể cả luôn con nhỏ Cano, Tyler nó cũng chẳng khe lạm phát luôn. Nó bởi vì trong bản chất nó chẳng ảnh hưởng cho nó. Nó không ảnh hưởng gì cả. Vậy thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo trên live chat là gì? Hôm nay thị trường khẳng định chính sách cắt giảm lãi suất không hề khả quan cho nền kinh tế. Lặp lại cái lịch sử một lần nữa, mỗi lần mà cắt giảm cái lãi suất là thị trường đều xuống khoảng 30%. Thì tôi cũng chẳng biết kỳ này nó xuống 30% hay không, nhưng mà thật sự vì nào nên sở hữu những cổ phiếu mà đang discount 40-50% thì ok, đó là như vậy. Ok quý vị, hết giờ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình của cái buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị một buổi trưa thật là an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình của đêm tâm sự. Chào tạm biệt và...